Bộ Y tế cho biết trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, ghi nhận nhiều bệnh nhân phải nhập viện và nhiều ca bệnh chuyển nặng. Mặc dù chỉ còn một tuần nữa để hoàn thành mục tiêu việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại cho đối tượng này dưới 20%. Lý do tiến độ tiêm chủng cho nhóm trẻ thực hiện chậm được chỉ ra rằng, thời điểm nghỉ hè trẻ cùng gia đình di chuyển nhiều nơi nên khó huy động trẻ đến tiêm. Bên cạnh đó, có hàng triệu trẻ các lứa tuổi đã mắc COVID-19 nhưng tình trạng bệnh nhẹ và phụ huynh không mong muốn cho con đi tiêm chủng vì cho rằng trẻ đã có miễn dịch tự nhiên hoặc trẻ chưa đủ thời gian tiêm vaccine sau khi mắc bệnh. Một số phụ huynh cũng có tâm lý lo lắng về phản ứng sau tiêm, e ngại ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của trẻ nên không tích cực đưa trẻ đi tiêm. Bộ Y tế cũng cho biết, những tuần gần đây, Số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trở lại. Trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận hơn 18.500 ca mắc Covid-19. Trung bình mỗi ngày phát hiện hơn 2.600 ca, trung bình mỗi ngày ghi nhận 1 ca tử vong. Riêng đối với trẻ em, khi thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, các chuyên gia cảnh báo số trẻ mắc Covid-19 có thể gia tăng nhanh.